Đây là những hình ảnh đã thiếu vắng với người dân tại chùa Hương những năm Covid. Quang cảnh vắng vẻ, điều hưu này đã xuất hiện tại chùa Hương những năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Năm nay, do vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng khách đến chùa Hương có giảm hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, thay vào đó, niềm vui của những người hành hương và người bán hàng thì vẫn còn nguyên vẹn. Mình đến từ đi lúc xuất phát từ nhà đây cũng 7 giờ. Dù mưa gió nhưng mà mình đầu xuân thì mình đi chùa để cầu may cho gia đình, nên mưa gió nên mình cũng không có vấn đề chi. Vâng, dù mặc dù tình hình Covid cũng đang rất căng thẳng nhưng mà được mở cửa mình cũng rất vui mừng thì khi chùa đã được mở cửa nên mình đã bố trí, dù hôm nay biết là mưa nhưng mà mình vẫn đến chùa đầu xuân. Thì nói chung là khách đến đây là bà con này rất phấn khởi, vui và chào đón tất cả những hành khách về đây phục vụ nhiệt tình và hài hòa và thực hiện 5K đúng theo pháp luật quy hạnh. Khi khách đến đây thì cũng nhắc nhở ai không đeo khẩu trang thì đeo vào. Rồi còn nếu mà đeo khẩu trang rồi thôi, và chúng tôi bán hàng đây cũng đeo khẩu trang để thực hiện 5K. Trong ngày 16 tháng 12, bên cạnh những niềm vui trong ngày đầu mở lại, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, chùa Hương cũng đã có những công tác phòng chống dịch để tạo điều kiện cho du khách được hành hương về vùng đất Phật thiêng liêng. Đa số là du khách về đây là chấp hành nghiêm cái thông điệp 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Đối với những du khách mà đến với lễ hội chùa Hương, chúng tôi cũng khuyến cáo với du khách những ai mà chưa tiêm đủ liều vaccine phòng chống Covid thì cũng không nên đến với lễ hội chùa Hương để đảm bảo cho sức khỏe cho chính mình cũng như cộng đồng du khách về tham quan. Ngay từ ngày đầu ra quân ngày 11 tháng 2, chúng tôi thí điểm để phục vụ du khách về tham quan thắng cảnh chùa Hương thì tất cả mọi công việc chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và không có gì vướng mắc cả. Tới đây nếu có khách đông chúng tôi tăng cường các lực lượng để đảm bảo tốt nhất phục vụ du khách, và cũng kỳ vọng hy vọng rằng lễ hội chùa Hương năm 2022 là một điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện. Em thấy rất là vui và hôm nay thì không khí thì cũng đông hơn những năm trước. Tại vì những năm trước thì dịch bệnh nên là mọi người đi cũng ít hơn, và năm nay thì thấy là cũng mọi người đi rất là đông mà mới sáng sớm ra. Lễ hội chùa Hương bắt đầu từ mùng 6 tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Đỉnh cao của lễ hội là từ rằm tháng Giêng đến 18 tháng 2 âm lịch.